quý vị và các bạn theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu sẽ diễn ra trong tuần văn hóa Việt Nam tại Manta nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Manta. Thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững tại Việt Nam, trong đó việc huy động nguồn lực từ nhiều nhà đầu tư là kiều bào là một yếu tố quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tối ngày 27 tháng 8 đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Thomas Sonnen, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russo, cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, lượng viên Quốc hội Mỹ, đại diện cơ quan ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế cũng như kiều bào tại Mỹ đã tới dự chúc mừng ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 69 năm qua và nhấn mạnh sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama đưa ra quyết định lịch sử nâng quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, Việt Nam và Mỹ đã có những bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu chúc mừng quốc khánh của Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russo cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã góp phần quan trọng vào việc làm cho hai nước Việt Nam và Mỹ đạt được những bước tiến đầy tham vọng và ấn tượng. Nhà khoa học Lê Việt Quốc hiện đang làm việc tại Google đã trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được giải thưởng toàn cầu TR35 dành cho 35 nhà sáng tạo trẻ dưới 35 tuổi có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ do tạp chí công nghệ danh tiếng Technology Review trao tặng. Và tạp chí này đã có một bài viết ngắn mô tả về quá trình nghiên cứu của chàng trai 32 tuổi này. Tốt nghiệp trường chuyên Quốc học Huế, Lê Việt Quốc tiếp tục theo học tại Trường Đại học Quốc gia Australia và sau đó thực hiện nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ. Lê Việt Quốc đã vạch ra một chiến lược để làm cho phần mềm tự động học hỏi. Lê Việt Quốc đã tìm ra cách để tăng tốc nghiên cứu này bằng cách thiết lập các mạng lưới máy tính mô phỏng tế bào thần kinh với quy mô lớn gấp 100 lần thông thường, cho phép truy xuất dữ liệu lớn hơn gấp hàng ngàn lần. Đây là một giải pháp đủ sức thu hút để Google quyết định tuyển dụng Lê Việt Quốc vào làm việc. Hiện tại, công nghệ của Lê Việt Quốc đang được sử dụng trong hệ thống phần mềm tìm kiếm hình ảnh và nhận diện giọng nói của Google. Được thành lập từ năm 1999 bởi tạp chí công nghệ Technology Review, giải thưởng thường niên TR35 được trao cho những nhà phát minh có tuổi đời dưới 35 tuổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y sinh học, điện toán, năng lượng, thiết kế web. Tiến sĩ Lê Việt Quốc là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này. Ngày 27 tháng 8, tại thủ đô Valletta của đảo quốc Malta, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Malta. Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Malta, ông Nguyễn Hoàng Long đã cung cấp cho báo chí Malta những thông tin về tuần văn hóa Việt Nam tại Malta, với điểm nhấn là buổi biểu diễn tối ngày 28 tháng 8 của dàn hợp xướng Sonat cùng đoàn nghệ thuật và thời trang từ Việt Nam. Gian hợp xướng đem tới đảo quốc Malta những bản hòa tấu nhạc cụ như Suối Đàn Rừng, Mưa Xuống Đến, Lý Ngựa Ô, Hạt Ru Nam Bộ và dân ca đồng bằng Bắc Bộ, tạo nên bức tranh nghệ thuật dân gian đa sắc của Việt Nam. Buổi biểu diễn âm nhạc và trình diễn thời trang Việt Nam sẽ diễn ra tại nhà hàng ngoài trời, trung tâm thủ đô Valletta. Cộng hòa Malta, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, là một đảo quốc nhỏ gồm 3 hòn đảo nhỏ nằm giữa Địa Trung Hải. Malta nổi tiếng với 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận, mà nổi bật nhất là các đền và nhà thờ bằng đá xây dựng cách đây 20 thế kỷ. Thưa quý vị, vào tháng 9 tới, tuần lễ văn hóa Việt Nam Campuchia 2014 sẽ được diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ngày 28 tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát tuổi trẻ đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Việt Nam Campuchia nối vòng tay bài bản. Đây sẽ là chương trình mở màn cho tuần lễ văn hóa. Đoàn nghệ thuật Việt Nam sang Campuchia tham dự tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia gồm 26 ca sĩ, nghệ sĩ múa, nhạc sĩ đến từ nhà hát tuổi trẻ và Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Với tiêu chí xây dựng chương trình nghệ thuật thể hiện được cốt cách dân tộc, các tiết mục trong chương trình là những bài hát, múa, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, mang đậm tính truyền thống cũng như dân gian hiện đại. Bên cạnh đó là một số ca khúc Campuchia để tăng tính sinh động cho chương trình. Dự kiến đoàn nghệ thuật Việt Nam sẽ biểu diễn khai mạc tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia và chào mừng Quốc khánh Việt Nam vào tối ngày 31 tháng 8 tại Phnom Penh. Sau đó đoàn sẽ biểu diễn tại Siem Reap và một số buổi giao lưu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Chiều ngày 27 tháng 8, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu áp dụng tờ khai y tế đối với người từ Cộng hòa Dân chủ Congo nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó thì ngày 26 tháng 8, cơ quan đầu mối y tế quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới thông báo tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 24 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Để triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện khai báo y tế đối với những người từ Congo nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 21 ngày. Thời gian thực hiện được bắt đầu từ 15 giờ chiều 27 tháng 8. Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 700.000 lượt, tăng 9,5% so với tháng trước và giảm 8,6% so với cùng kỳ của năm 2013. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm nay, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, thì lượng khách đến bằng phương tiện đường hàng không trong tháng 8 năm 2014 vẫn chiếm ưu thế, chiếm 83,99%. Số còn lại đến bằng phương tiện đường bộ và đường biển. Số lượng khách đến nhiều nhất chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Mỹ và Pháp. Bên cạnh đó, khách du lịch nội địa trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt 30,1 triệu lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được xếp thứ 2 châu Á về tiềm năng phát triển du lịch chỉ sau Trung Quốc. Đây là một trong những kết quả của cuộc khảo sát lấy ý kiến của hơn 1.200 nhà quản lý du lịch trên toàn thế giới về xu hướng du lịch toàn cầu được công bố tại Hội chợ Du lịch Thế giới diễn ra tại thủ đô London năm 2013. Với những tiềm năng sẵn có về cảnh quan, thiên nhiên và con người, ngành du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn mang về nguồn thu lớn cho đất nước. Cùng với sự hỗ trợ từ phía nhà nước, sự kết nối và hợp tác giữa cả cấp các ngành cùng sự nỗ lực từ chính các hãng lữ hành, công ty du lịch và nhận thức của người dân, ngành du lịch Việt Nam đang khai thác mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững. Trong đó có việc huy động nguồn lực từ nhiều nhà đầu tư là kiều bào. Cách Hà Nội 160 km theo quốc lộ 2 về phía Tây, Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay. Được hình thành từ năm 1970, khi nhà máy thủy điện đầu tiên của cả nước được xây dựng. Với tiềm năng du lịch sinh thái của vùng Hồ Thác Bà, nhiều Việt kiều và doanh nghiệp nước ngoài cùng địa phương đã và đang xem xét, nghiên cứu lập dự án xây dựng và phát triển du lịch sinh thái tại đây thành một điểm nhấn du lịch đặc thù của vùng Tây Bắc. Nếu mà về lĩnh vực đầu tư về trong nước bây giờ thì là đầu tư vào du lịch là theo tôi hiểu là tiềm năng nhất. Vì đất nước mình là một cái đất nước là biển nhiều, rừng nhiều và vẫn còn rất là nhiều hoang sơ. Thế và chính vì từ cái hoang sơ đó thì mình mới có nhiều cơ hội để đầu tư. Với hy vọng việc phát triển thêm dịch vụ văn hóa du lịch tại Hồ Thác Bà sẽ thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm cho thanh niên địa phương, cũng như nâng cao đời sống cho người dân 12 dân tộc thiểu số sống quanh vùng hồ. Ông Bình đã vận động nhiều bạn bè đầu tư phát triển du lịch tại quê hương. Trên cơ sở cái liên kết đó, thì Việt Kiều đã đưa được một cái lượng khách rất là đáng kể về đến thăm, đến nghỉ ngơi và hưởng các cái dịch vụ du lịch. Các du khách đến đây thì khi về thì họ có thể là những cái kênh tuyên truyền hiệu quả nhất về những cái tiềm năng thế mạnh cũng như là cái địa điểm, cái tính hấp dẫn của các cái địa điểm du lịch trên Hồ Thác Bà. Không chỉ chú trọng đầu tư vào du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, nhiều kiều bào đã bắt đầu để ý và cùng với doanh nghiệp trong nước đầu tư vào du lịch khám chữa bệnh. Loại hình du lịch này dù mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng ngày càng có sức hút
bởi đã biết khéo léo kết hợp yếu tố tham quan nghỉ dưỡng với chữa bệnh, phục hồi và nâng cao sức khỏe. Nó liên kết được cái vừa là nghỉ ngơi du lịch, vừa là cái chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng mà nhiều cái chỗ thì chỉ du lịch không, chỉ có nghỉ không thôi. Nhưng mà ở đây nó kết hợp được. Thì đây là một cái hình thức mà tôi cho là rất phù hợp với cái điều kiện hiện nay đang phát triển của Việt Nam mình. Chúng tôi phát triển trên lĩnh vực có một cái mô hình chăm sóc cộng đồng. Đó là để tạo điều kiện cho bà con du lịch về nước, đi chơi bời, tham quan để làm nào có một sức khỏe. Thế qua cái vấn đề mà chúng tôi làm đây thì được sự giúp đỡ của bà con nhân dân ở người Việt Kiều nước ngoài. Nhất là các anh ở bên ngoài nước anh về, các anh đánh giá rất là cao cái mô hình này. Để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao, việc hỗ trợ nâng cấp các khách sạn, nhà hàng hiện có cũng là một trong những dự án nhiều kiều bào có ý định đầu tư. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều khách sạn và các cơ sở dịch vụ du lịch đã hình thành với sự hợp tác giữa các doanh nhân Việt Kiều cùng người dân địa phương. Qua cái thời gian mình mới thành lập và xây dựng thì đến nay là cái lượng khách nó cũng đông. Bây giờ là anh em mình với một hai em Việt Kiều là đang gần tới đây là đang muốn mua đang xây dựng một cái lô một chỗ khoảng 2.000 m² ở trong giữa thành phố để cho nó thành một cái quần tụ tập trung để thu hút khách cho nó quảng bá. Trong khi các chỉ số và cơ hội đầu tư ở những lĩnh vực khác như vàng, chứng khoán, ngoại tệ, bất động sản không có nhiều điểm sáng nổi bật, thì đầu tư vào du lịch và phát triển du lịch tại Việt Nam lại đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà đầu tư Việt Kiều bởi tính an toàn và bền vững của nó. Không những vậy, tỷ trọng cơ cấu sử dụng kiều hối trong những năm gần đây chảy vào ngành du lịch cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Chính những nguồn lực như vậy đang góp phần tạo nên sự thay đổi và khởi sắc bộ mặt ngành du lịch của nhiều địa phương cũng như của cả ngành du lịch Việt Nam. Sáng ngày 27 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cấp khu vực lần thứ 6 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, diễn ra trong bầu không khí sôi động với hai vòng thi về chủ đề ASEAN và các nước thành viên. Sau 90 phút thi đấu, giải nhất đã thuộc về đội Việt Nam, giải nhì thuộc về Philippines, giải ba thuộc về Brunei và giải tư thuộc về Thái Lan. Ban thư ký ASEAN đã đánh giá cao về quy mô, hình thức thể hiện và chất lượng cuộc thi lần này, góp phần khẳng định vai trò và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Cuộc thi là sự kiện dành cho học sinh trung học phổ thông các nước ASEAN với hai vòng cấp quốc gia và khu vực nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của thế hệ trẻ các nước trong khu vực về ASEAN. Ngày 27 tháng 8 tại Kyoto, Tokyo, Nhật Bản, hãng Toyota Motor Corporation tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước lần thứ 8 tại MegaWeb, một địa điểm trải nghiệm các loại xe của Toyota. Thí sinh đến từ Việt Nam là em Bùi Thanh Mai, 6 tuổi, đã đoạt giải vàng với tác phẩm Siêu xe cua. Nằm trong cả hoạt động đóng góp xã hội của Toyota, cuộc thi vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước dành cho cả trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn thế giới được tổ chức lần đầu năm 2004, mang đến cho trẻ em toàn cầu cơ hội và niềm vui được thể hiện ước mơ của mình về những chiếc xe hơi một cách đầy sáng tạo với các ý tưởng độc đáo. Vòng loại của cuộc thi được tổ chức tại các nước từ tháng 10 năm 2013 đến hệ tháng 3 năm 2014, lựa chọn ra 670 tác giả xuất sắc tham gia chung kết cuộc thi tại Nhật Bản. Bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.